Xin chào mọi người. Hiện nay, du học bậc trung học phổ thông được rất nhiều các bậc phụ huynh và các bạn học sinh Việt Nam quan tâm. Tuy nhiên, việc lựa chọn trường và quốc gia du học còn gây không ít khó khăn cho mọi người đúng không nè? Vậy đừng lo lắng nhé. Hôm nay, L&D xin giới thiệu đến với mọi người một ngôi trường với chất lượng đào tạo tốt và mức học phí vừa phải. Đó chính là ngôi trường trung học Urban International School. Hãy theo dõi tiếp video này của L&D để khám phá những điểm nổi bật của ngôi trường này nhé. Let's go! Urban International School, gọi tắt là UIS, là một trường trung học tư thục tọa lạc ngay trung tâm thành phố Toronto, Canada. Được thành lập vào năm 2009 dưới sự cho phép của Bộ Chỉ huy Giáo dục tỉnh bang Ontario. Du học Canada, trường trung học phổ thông UIS cung cấp một chương trình học thuật chuyên biệt dành riêng cho học sinh muốn theo đuổi chương trình giáo dục đại học ở Canada và quốc tế. 98% học sinh tốt nghiệp tại trường được nhận vào các trường đại học danh tiếng như Toronto, Waterloo, British Columbia, McMaster, McGill và hơn thế nữa. Bên cạnh đó, trường cung cấp chương trình đào tạo cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 song song với việc định hướng nghề nghiệp sớm, giúp học sinh ứng tuyển thành công vào những trường đại học hàng đầu tại Canada. Vậy những lý do gì đã khiến ngôi trường này trở nên đặc biệt hơn những ngôi trường khác? Hãy cùng L&D khám phá nha! Đầu tiên, trường có vị trí ngay tại trung tâm thành phố Toronto, là nơi an toàn bậc nhất thế giới với một cuộc sống đa văn hóa và nhộn nhịp. Thứ hai, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du học sinh có thể nhanh chóng bắt kịp với chương trình đào tạo cũng như là môi trường sống văn hóa và con người Canada. Vì vậy, UIS cung cấp chương trình tiếng Anh ESL chuyên sâu và trung tâm khảo thí luyện thi IELTS chính thức. UIS tổ chức kỳ thi IELTS mock test hàng tháng hoàn toàn miễn phí cho học sinh trong trường. Tiếp theo nè, trường còn có các cơ sở vật chất hiện đại. Đầu tiên là các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên, bạn có thể tham gia các hoạt động hát, thể thao và nhiều hơn thế nữa. Thứ hai là những tiện ích mà trường đã cung cấp, một trong số đó là trung tâm nghệ thuật, quán cà phê, thư viện và đây là trung tâm truyền thông. Cuối cùng là sân khấu trình diễn, sân bóng gỗ và phòng vi tính. Số lượng học sinh mỗi lớp ít, dao động từ 15 đến 20 học sinh, tạo nhiều cơ hội để cho học sinh có nhiều thời gian tương tác, trao đổi thắc mắc và nhận được sự tư vấn tận tình của giáo viên. Và cuối cùng là môi trường học tập thân thiện cùng với chương trình đào tạo chất lượng cao, có dịch vụ sinh viên tận tâm, dịch vụ homestay và residence cho sinh viên quốc tế. Đặc biệt, trường có học bổng đầu vào và học bổng tốt nghiệp dành cho học sinh có kết quả học tập xuất sắc. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay với L&D để được sở hữu tấm vé du học Canada dành cho mình nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 555514 hoặc fanpage Tư vấn Du học Kiên Giang và địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại PL1 căn 36 đường số 9 khu Sắc Hoa Phú Cường Cạch Giá Kiên Giang và địa chỉ chi nhánh 526-27 Phạm Văn Đồng phường Linh Đông thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn đừng quên hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Du học L&D để nhận được những video mới nhất nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của L&D. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo nha.